Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn hai ván đấu tuyệt hay: Tuyết Kỳ Tiên Trần A Sáng đại chiến trên đấu trường Tiên Tiên Thần Kỳ. Hai ván cờ thể hiện đẳng cấp rất cao khi phế xe tấn công rất bão táp. Mời các bạn thưởng thức biên bản ván 1 Tử Hàng Tiết Tam Anh Chiến Lữ Bố. Sure. Thank you.
将军出炮。是。Chơi đến đây, nếu như bên đen dùng xe chém pháo thì diễn biến sẽ như sau. Lập tức bên đỏ sẽ bình pháo vào pháo chiếu tướng, buộc xe đen phải vào để chống đỡ. Và đỏ chơi tiếp chút 5 tấn 1 để tạo căng cho pháo đỏ đang dọ dùng xe chém chút biên bắt chết xe đen, buộc xe đen lên phải phòng thủ hàng chốt. Và đỏ chơi tiếp chút 3 bình 4 bắt xe, xe buộc phải chạy và tiếp đến mã đỏ sẽ bước xuống bắt xỉ rất khó lòng chống đỡ. Đến đây cho dù bên đen có bình chốt vào để dùng mã bắt pháo thì đỏ vẫn chơi xe 1 bình 5 chiếu tướng, sau đó dùng mã chém thẳng vào xỉ. Đến đây thì vô phương cứu chữa. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì bên đen không dám ăn pháo. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn của ván đấu. Chứ. Sure. Jiangjun. Tại đây, nếu như bên đen dùng xe chém mã thì lập tức đổi được tấn pháo chiếu tướng, buộc tướng phải xuống, sau đó tiếp tục chiếu tướng. Ở đây lên sĩ hay lên tướng đều như nhau. Thì bên đỏ tấn pháo chiếu tướng, sau đó dùng xe chém xe. Đến đây thì không còn đường nào để chống đỡ, với song pháo tuyệt sát. Chúng ta hãy quay lại hình cờ thực chiến. Jiang Jun. Chi Chi.
再将。破事，吃。将军，将军。
将军。
将军。吃。吃。将军。将军出击。将军。吃鸡。Cho đến đây, Tử Hàn Tiết đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván này. Diệp Chi Lăng, ba nước chấp pháo công.
吃。 突击。 吃。 吃。 吃。
吃 吃鸡将军将军吃将军将军
吃。 破事。
将军，再将。Cho đến đây, Diệp Chi Lăng đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa thưởng thức hai ván cờ rất đặc sắc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.